Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái data flow, tức rằng là việc cái luồng chảy dữ liệu trong một ứng dụng mà chúng ta sử dụng thằng Redux thì nó sẽ như thế nào nha. Trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn, chúng ta đã cùng nhau có thể gọi là làm nên được cái ứng dụng như thế này. Tạm thời thì các bạn cứ để cho code của chúng ta chạy, chúng ta chưa vội nhảy vào code luôn nha. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái mô hình hoạt động của cái thằng Redux này. Các bạn có thể để ý thấy rằng là bản chất của vấn đề ấy, giống hệt như việc mà các bạn dùng thằng React thuần thôi ấy, thì các bạn sẽ xuất phát điểm cho mình bằng cái view này. Mỗi một lần mà người dùng thao tác một cái hành động gì đấy trên cái view, tức rằng là trên cái component của chúng ta, ví dụ như rằng là người dùng click vào một cái nút bấm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gọi là một cái action, có phải không các bạn? Thì khi mà người dùng thao tác một cái action, chúng ta sẽ cần phải cập nhật lại trạng thái của cái ứng dụng React. Nhờ có việc cập nhật lại trạng thái của ứng dụng React thì chúng ta sẽ gọi là khiến cho cái view của chúng ta nó cập nhật theo. Cái này gọi là re-render. Giống hệt như việc các bạn có một ô input, các bạn dùng cái sự kiện onChain ấy, mỗi một lần các bạn chain một ký tự chúng ta set lại state có phải không? Thì cái action của chúng ta đấy chính là action typing. Còn cái state của chúng ta đấy chính là state của thằng React, các bạn cần phải cập nhật lại nó. Thì ngay lập tức view của chúng ta được cập nhật. Thì cái mô hình mà hoạt động giữa thằng Redux với thằng React nó giống hệt nha các bạn. Đây chính là các bạn sẽ xuất phát điểm từ thằng React, chính là cái view này của chúng ta. Các bạn sẽ cần phải fire một cái action của thằng Redux. Thằng Redux nó sẽ cập nhật lại state của nó, không phải là state của React đâu các bạn, nó cập nhật lại state của thằng Redux. Tuy nhiên rằng là nhờ cái việc mà các bạn cập nhật lại state của thằng Redux này, nó cũng là một công việc tương tự, đây chính là bắt giao diện của chúng ta re-render lại. Thì đây chính là cái vấn đề khá chỉ là hay khi các bạn học về thằng Redux nha. Ở đây thì đây chính xác mới là cái hình mô hình hoạt động của nó các bạn này. Các bạn có thể hiểu rằng là ý tưởng của nó là nó xuất phát như thế này. Các bạn sẽ là từ view, các bạn sẽ cần phải do something cập nhật lại state, state nó sẽ cập nhật lại giao diện. Như vậy là xong, về ý tưởng thì chỉ có 3 ý thôi. Tuy nhiên rằng là về cái mô hình hoạt động của nó, full function của nó là như thế này. Trước khi mà nói về cái kỹ hơn về từng cái thành phần ở bên trong cái mô hình này, các bạn có thể để ý thấy rằng là ở trong này có một cái phần chiếm rất khá chìa to, đây chính là cái cục store này. Các bạn có thể thấy rằng là nó có phải chiếm đến khoảng 2 phần 3 cái hình vẽ của chúng ta. Bây giờ thì các bạn sẽ Google cho mình một cái, đấy chính là Redux Diagram nha. Diagram tức rằng là cái hình minh họa ấy. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái từ nữa là tree, tức rằng là cái cây ấy. Đây thì trong lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn rồi, tuy nhiên rằng là mình vẫn muốn giới thiệu lại cho các bạn. Ở đây thì mục đích của mình đấy chính là giới thiệu cho các bạn hiểu thôi. Ở đây thì mình đã tìm được một cái hình mà minh họa được cái ứng dụng React cũng như rằng là việc các bạn sử dụng thằng Redux với thằng React nha. Trước tiên thì mình sẽ highlight lên một chút, đây chính là chúng ta sẽ focus vào cái khối này. Các bạn có thể hiểu rằng là cái cục store này nó đại diện cho cái thằng Redux của chúng ta. Các bạn có thể gọi nó là Redux để cho là một cái tên gọi chung thôi. Còn chúng ta không phân biệt rằng là Redux to kit hay rằng là thằng Redux thuần nha. Nhiệm vụ của nó đây chính là nó đều là thằng Redux cả thôi. Ở đây thì cái cục store này chính là cái anh Redux của chúng ta. Trước tiên thì mình sẽ highlight nó lên nha các bạn. Đây, đây chính là thằng Redux của chúng ta này. Và ở đây thì mình sẽ cho nó thêm một cái text nữa để cho các bạn dễ hình dung nhé. Đây chính là thằng Redux của chúng ta. Và mình sẽ cần phải cho nó to lên một chút đây. Thằng Redux của chúng ta chính là cái thằng này các bạn. Đây, mình sẽ đây rồi. Thì đây chính là cái anh Redux của chúng ta, là chính là cái anh Store này. Có một vấn đề xảy ra, đây chính là các bạn nhìn cái mô hình như thế này. Đây chính là một cái cây, một cái tree ấy. Thì mô hình này chính là cái mô hình của anh React các bạn ạ. Anh React của chúng ta là như thế nào? Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái nốt nha. Ở đây thì mình sẽ cần phải click vào một cái tag React. Đây, bên này của các bạn đây chính là anh React của chúng ta là anh này. Anh React thì nó phát triển theo mô hình gọi là top to bottom, tức rằng là từ cao xuống dưới. Các bạn sẽ có một cái, đây chính là chúng ta sẽ có ngay một cái anh. Ở đây thì chẳng hiểu sao mà mình click vào cái text ở đây tại sao nhỉ? Click lại xem nào. À rồi, ở đây. Rồi, thì đây chính là anh root. Các bạn hình dung rằng là mô hình của nó rằng là theo cái mô hình gọi là từ cha xuống con đúng không? Chúng ta sẽ có một cái component to nhất, đây chính là component app, thì chúng ta sẽ gọi là thằng root. Những cái component sau ấy các bạn sẽ cần phải truyền cái prop xuống cho nó. Có một vấn đề xảy ra, đây chính là giả dụ như cái component này các bạn này. Giả dụ như rằng là mình có một cái component này. Mình có một cái component này ở đây, mình muốn rằng là mình muốn lấy được data của nó. Các bạn chỉ có một cách duy nhất thôi, đấy chính là các bạn sẽ cần phải ở đây nó hơi ngu rồi.
Rồi, mình sẽ cần nhóm con chuột xuống. Có một cách duy nhất cho các bạn thôi, đấy chính là các bạn sẽ cần ở đây thì mình sẽ cần phải Ctrl Z lại. Rồi, ok. Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta có thể lấy được dữ liệu, đây chính là các bạn sẽ cần phải chuyển từ thằng cha xuống, đúng không? Ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải chuyển bao nhiêu lần? Đấy chính là chúng ta sẽ cần phải chuyển 3 lần mới xuống được cái common của chúng ta. Chúng ta sẽ cần phải gọi là chuyển prop từ cha xuống con 3 mức như thế này. Thành ra rằng là nếu như rằng là ứng dụng của chúng ta càng ngày càng lớn lên ấy, các bạn thấy rằng là việc mà các bạn chứ phải truyền data từ cha xuống con thì nó không cần thiết, cũng như rằng là khiến code của các bạn càng ngày nó càng phình lên, chúng ta làm như vậy thì nó khá chìa khó khăn. Anh Redux sinh ra để giải quyết vấn đề này. Anh Redux ấy, bản thân của nó ấy, các bạn hình dung rằng là nó khi mà các bạn chạy cái ứng dụng root của chúng ta lên thì nó đã tồn tại thằng Redux rồi. Thằng Redux các bạn thấy rằng là như cái hình vẽ ở đây, nó đứng ngang hàng với thằng root, hay nói nôm na rằng là nó giống như rằng là một cái lớp giáp vô hình chung ấy, nó chạy song song với ứng dụng React của chúng ta. Để giải quyết được cái vấn đề gọi là các bạn không muốn truyền prop từ cha xuống con, chúng ta thấy rằng là cái cây này đây chỉ là một cây đơn giản thôi. Trong thực tế thì ứng dụng của chúng ta cái cây này nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Một cái cây này thì nó sẽ đẻ ra n thằng con, một thằng con lại đẻ ra n thằng con nữa. Các bạn hình dung rằng là nó giống hệt như cây phả hệ ấy, nó khá chỉ là dài. Thành ra rằng là như cái hình mũi tên ở đây các bạn này, thằng Redux sinh ra, đây chính là khi nào các bạn cần, các bạn sẽ gọi vào thằng Redux và các bạn lấy ra dữ liệu. Thằng Redux chính là một cái nơi lưu trữ cái tên store này, các bạn dịch ra chính là giống hệt như từ storage ấy, tức là nơi các bạn lưu trữ. Ở đây thì các bạn hình dung là store giống là cửa hàng thôi, còn chúng ta hiểu ý nghĩa của nó đấy chính là lưu trữ data. Các bạn cần, các bạn sẽ chọc thẳng vào nó và chúng ta lấy ra thôi. Thì khi mà các bạn thấy rằng là chúng ta chọc thẳng vào nó ấy, thì gần như rằng là nó đã phá vỡ luôn cái cấu trúc gọi là top to bottom. Các bạn bắt buộc phải truyền từ cha xuống con. Ở đây thằng Redux chính là giống như rằng là cha xứ đấy các bạn, cha của mọi đứa con. Các bạn cần thì các bạn sẽ gọi trực tiếp với nó, chúng ta cần chúng ta gọi trực tiếp với nó và chúng ta lấy ra thôi. Thì đây chính là tác dụng của cái cục store của thằng Redux. Nhưng các bạn cần, các bạn lấy ra, ok con dê chưa? Thì đây chính là cái điều đầu tiên. Thì khi mà nói về cái cục store như thế này ấy, các bạn sẽ quay lại cái hình này cho mình nha. Đây các bạn này, các bạn thấy rằng là bản chất của vấn đề ấy, đây chính là nhờ có cái cục store này, các bạn hình dung rằng là cả cái khối màu vàng này chính là nơi các bạn lưu trữ cái data các bạn muốn thằng Redux nó lưu, thì nó sẽ lưu vào đây. Trước khi nói sâu xa hơn về từng cái cục này, ví dụ như dispatch, event handler, reducer, state cũng như action là gì, thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy rằng là chúng ta đã config, chúng ta đã cấu hình cái cục store này ở đâu nha. Trước tiên thì các bạn sẽ quay lại với ứng dụng của chúng ta. Các bạn có thể để ý thấy cho mình rằng là chúng ta đã có một cái file là tên là store. Không phải rằng là ngẫu nhiên chúng ta đặt là store đâu, chúng ta cố tình đặt tên là store đấy các bạn. Thì bên trong cái file store này nó có cái gì? Bên trong cái file store này nó sẽ cần, trước tiên thì các bạn sẽ để ý cho mình rằng là bản chất của cái file này nó sẽ cần phải export ra một biến đặt tên là store, và bên trong cái biến store này chúng ta đã nạp vào reducer. Các bạn hình dung rằng là như cái hình này các bạn này, các bạn hình dung rằng là cái thằng store nó bao hàm những cái thằng reducer, thì đúng như cái mô hình này đúng không? Chúng ta có một cái biến là store, chúng ta bao gồm những thằng reducer, ok chưa? Thì ở đây chúng ta đã có một cục store, chúng ta đã bao gồm những cái reducer rồi. Và cái biến store này chúng ta dùng ở đâu? Cái biến store này các bạn dùng ngay bên trong file index này các bạn này. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã nạp nó vào bên trong ứng dụng React. Ở đây thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải import một cái component có tên là provider. Ở đây chỉ là một cái tên thôi, các bạn hình dung rằng là bản chất tại sao mà nó lại cần cái thằng provider này, nó cần cái thằng provider này để rằng là như cái hình bên này các bạn này, để rằng là nó có thể tạo được một cái store. Ở đây thì cái anh store này đấy các bạn thấy rằng là nó đang đứng ở ngoài như thế này, thì chúng ta đã ép nó vào bên trong rồi nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đã bọc được cái thằng Redux nó ra ngoài cái component root của chúng ta. Thành ra rằng nhờ có việc các bạn khai báo như thế này mà cái ứng dụng React của chúng ta nó mới biết được sự tồn tại của thằng Redux nha. Các bạn lưu ý một điều rằng là cái provider nó đã bọc ngoài cái component app của chúng ta rồi, chính là component root. Đồng thời thì chúng ta đã import một cái component đặc biệt, đấy chính là cái component provider từ cái thư viện này. Cái việc mà làm sao để thằng React nó biết được sự tồn tại của thằng Redux đây các bạn, thì việc đấy thư viện đã làm cho các bạn rồi nhé. Đây chính là cái component đặc biệt như thế này. Thì như vậy là xong việc mà chúng ta cấu hình xong cái biến store của thằng Redux, nơi chúng ta lưu trữ những thông tin đặc biệt vào bên trong thằng Redux, thì chúng ta đã làm xong rồi nha các bạn. Đây chính là bước chúng ta config cái thằng store này. Sau khi mà các bạn đã config thành công thằng store rồi, chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến cái luồng hoạt động của nó. Quay lại đối với cái hình bên này, các bạn có thể để ý thấy rằng là cái UI này các bạn có thể hiểu rằng đây chính là cái giao diện React của chúng ta. Nếu như rằng là các bạn nhìn bên hình bên này các bạn này, các bạn để ý rằng là đây chính là cái giao diện của chúng ta. Và khi các bạn thao tác một cái hành động gì đấy, ví dụ như rằng là các bạn di chuột, hay rằng là các bạn gõ bàn phím, hay thậm chí rằng là ví dụ các bạn nhấn vào một cái nút chẳng hạn, thì đây chính là một cái action. Một cái action nó xảy ra,
một cái action nó xảy ra, đấy chính là việc mà các bạn cần phải có một cái event handler. Event handler chính là cái người xử lý sự kiện đấy các bạn. Còn ở đây chúng ta chính là những cái hàm, ví dụ như là on click chẳng hạn, đấy chính là cái event handler của chúng ta, cái hàm on click đấy các bạn. Rồi thì khi mà các bạn nhấn vào cái on click ấy, nó sẽ có một cái khái niệm khá chi đặc biệt đối với thằng Redux, đấy chính là nó có một cái keyword đặc biệt tên là dispatch. Dispatch chính là việc mà các bạn fire, việc các bạn thông báo một cái event. Ở đây các bạn phải lưu ý một điều, đấy chính là chúng ta đang chơi giữa hai thằng, một là thằng React, hai là thằng Redux, đúng không các bạn? Chúng ta đang có hai thằng như thế này, thành ra rằng là làm sao để chúng có thể nói chuyện được với nhau. Để nói chuyện được với nhau, nó sẽ dùng cái keyword khá chỉ đặc biệt tên là dispatch này. Các bạn sẽ từ thằng React, các bạn sẽ gọi ngay đến cái hàm có tên là dispatch này. Bên trong cái hàm dispatch này, các bạn sẽ cần phải truyền vào những tham số. Những tham số này chính là cái việc mà các bạn sẽ cần phải nói cho thằng Redux biết rằng là mày làm cái gì đấy đi, để sau đấy cập nhật lại dữ liệu cho tao. Thì các bạn hình dung rằng là dispatch chính là một keyword đặc biệt, một cái hàm bắt buộc các bạn sẽ cần sử dụng khi các bạn muốn nói chuyện giữa thằng Redux và thằng React với nhau. Thì đây chính là tác dụng của cái từ dispatch này nha. Sau khi mà các bạn đã thấy được rằng là chúng ta đã có một cái dispatch này rồi ấy, thì chúng ta sẽ quay lại code của chúng ta này. Các bạn sẽ xuất phát từ view nha. View của chúng ta đây chính là cái file app này các bạn này. Chúng ta đang xuất phát từ những cái nút đúng không? Như mình vừa nói rồi ấy, đây chính là việc mà các bạn event handler của chúng ta, đây chính là người xử lý sự kiện đúng không? Khi người dùng nhấn vào một cái nút thì chúng ta sẽ cần phải xử lý hành động đấy. Thì ở đây chúng ta đang xử lý trong cái hàm onClick này. Trong cái hàm onClick này chúng ta đang dùng một keyword rất là đặc biệt tên là dispatch, và chúng ta sẽ cần phải truyền vào đấy một cái action, giống như rằng là các bạn sẽ cần phải truyền vào đấy một cái tham số. Nhờ có cái tham số này mà cái thằng Redux của chúng ta nó mới cần xử lý, nó sẽ cần phải biết phải làm gì. Ở đây thì chúng ta sẽ chạy ngay vào anh Reducer. Anh Reducer đây chính là như trên cái hình này các bạn này. Sau khi mà các bạn đã dispatch một cái gì đấy, chúng ta chưa vội quan tâm đến việc rằng là anh ấy dispatch cái gì, mà chúng ta đang nói đến sự nói chuyện giữa anh React và anh Redux ấy. Thì ở đây nó sẽ dispatch một cái gì đấy và nó sẽ chạy vào cái cục Reducer này. Nhờ có anh Reducer này, anh Reducer này chính là những anh công nhân đấy các bạn, anh công nhân của cái nhà máy này này. Anh Reducer anh sẽ cần phải do something, anh sẽ cần phải làm một cái gì đấy đi, để sau đấy mục đích cuối cùng của cái kết quả đầu ra của cái anh Reducer đây chính là các bạn sẽ cần phải cập nhật lại state. State này chính là cái trạng thái của ứng dụng Redux. Tuy nhiên rằng các bạn phải hiểu một điều, đây chính là khi các bạn cập nhật lại trạng thái của thằng Redux một cái thì ngay lập tức nó sẽ có một cách gì đấy để ép được cái giao diện React của chúng ta render theo. Tức rằng là các bạn thay đổi một đứa thì nó sẽ ép cái thằng còn lại thay đổi theo. Thì đây gọi là cái mô hình hoạt động của nó. Thì sau khi mà các bạn đã biết được rằng là cái anh dispatch này cũng như rằng là nó đã do something cái increment này các bạn này, và các bạn thấy rằng là cái hàm increment của chúng ta nó nhảy bên trong cái thằng slide này, và bên trong anh slide này các bạn thấy rằng là chúng ta đã có những cái khái niệm reducer ở đây các bạn này. Đây này, nó đã có một cái keyword định nghĩa là reducer rồi, nó có những cái hàm như thế này rồi. Và tại sao nó lại thay đổi được thì cái vấn đề này thì mình sẽ giải thích với các bạn trong video tiếp theo khi chúng ta tìm hiểu về cái thằng Redux slide nha. Các bạn lưu ý cho mình một điều, đấy chính là việc các bạn học cái thằng Redux toolkit ấy, bản chất của vấn đề đấy chính là tất cả những khái niệm các bạn học về cái thằng Redux thuần nó sẽ áp dụng hoàn toàn sang bên này, nó không bớt cũng không giảm đi một khái niệm nào cả. Tuy nhiên là cách viết code của chúng ta là khác nhau, cũng như là cách trình bày của nó là khác nhau nha. Còn ở đây trong video này các bạn chỉ cần hiểu cho mình, đấy chính là chúng ta hiểu được cái mô hình hoạt động của nó đã, cũng như là các bạn chỉ cần hiểu được cái cục store này cho mình, như vậy là ok rồi nha các bạn. Còn cái dispatch này nó chỉ là một keyword đặc biệt thôi. Các bạn muốn nói chuyện giữa thằng Redux và thằng React thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái keyword này nha. Dĩ nhiên là chúng ta đang còn cái anh Reducer này cũng như là anh Slide. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo nha.